Wow, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Người hai mặt, bên này một kiểu, bên kia một kiểu. Vỗ tay cho Dương Triệu Vũ. Bạn đoán bạn sẽ vào vai gì? Khi mà mặc cái bộ đồ này lên thì em nghĩ chắc là phải là hoàng tử hay là một nhân vật gì đó đẹp trai, thì em cảm thấy rất là thích hợp với em. Bạn đoán bạn trở thành hoàng tử, nhưng hoàng tử tại sao? Hoàng tử hồi bé bị bỏng á. Bây giờ thế này, chiếc cửa này là phòng của bạn. Trưởng phòng cũng đã sẵn sàng. Chúc bạn may mắn. Hãy bình tĩnh, bởi vì theo tôi biết đây là một tình huống không đơn giản chút nào. Em rất là hồi hộp ngay lúc này, Vũ thật sự rất là hồi hộp, nhưng mà không biết sẽ như thế nào đây mọi người ơi. Vâng, xin mời Dương Triệu Vũ. Chúc bạn may mắn. Ta là người nhắn người trên Facebook đó. Trên Facebook, ta nhìn một cái mặt người rất là đẹp trai, giống Dương Triệu Vũ. Sao ở đây, trời ghê quá, giống như quỷ. Đẹp, đẹp không? Đẹp. Cô biết tại sao tôi đang hình Dương Triệu Vũ lên đó không? Tại sao? Tôi có ba người trong gia đình. Ông Hoài Linh nè, bà thấy ông xấu quá. Tôi như vậy nè, có mình nó là đẹp à. Thôi thì tôi sẽ chấp nhận một phần nửa của anh. Đó. Cũng được. Vậy chứ anh có thấy tôi đẹp không? Lúc nào cũng phải biết tôn trọng phụ nữ. Đúng vậy. Bây giờ tôi nói cô xấu thì kỳ quá. Ủa, nếu vậy thì tại sao trên Facebook anh mời đến nhà tôi, anh nói là anh rất giàu có. Đây, đây có phải là nhà của anh không? Đúng nhà tôi. Sao? Ở đây là trung tâm thể dục thể thao quận 4 Bến Vân Đồn này. Trời ơi, nãy giờ đứng nghe chém gió chán đứng chết luôn à. Cưng, à, anh nghĩ là mình nên xoay cái bình lại để cho nó bớt phô đi cơ. Nè, no, em đứng yên một chỗ mà để anh xoay lại nha. Đó, vậy đó. Ha. Thôi thì bao nhiêu thử thách của chúng ta như vậy là được lắm rồi. Vậy hả? Nãy giờ em chỉ thử lòng anh thôi, bây giờ mới thật nè. Em thử cái kiểu gì mà thử hoài vậy, em không sợ xúc phạm anh sao? Khoan, trước khi thử ông chủ, mời ông chủ uống nước. Không có, anh thế rồi, cho tao mượn cái này nè. Nè, đổi vô. Ê, quên. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Quên. Ông chủ. Ồ, uống độc ta. Ông chủ, nó nghe nè ông chủ. Sao? Bữa nay sẵn có người đẹp đây á. Ừ. Rồi ông chủ muốn xóa cái lời nguyền là muốn hốt người đẹp. Để trở lại thành người, không mấy cho tụi con cá cái hốt đi cho tụi con làm người luôn ông chủ. Nói nghe. Làm người khó lắm. Không phải lúc nào là mình cũng dối gian đâu, phải sống thật. Hồi nãy giờ á, anh nói tất cả là có thiệt không? Trả lời đi, có thiệt không? Ta nói thiệt. Vậy tại sao tôi nghe mấy cái này giống như ca sĩ nó đồn vậy đó? Ok, đã nói là lời đồn thì nó phải có thật nó mới đồn chứ. Trời ơi, cho nói một câu đi, thiệt tình á, ông chủ chém gió kiên vải. Không phải là do cái gì nãy giờ câu chuyện kể đâu, hôm bữa tưởng ngầu định đi xăm mình. Chứ tao xăm cái mặt cho dữ, mà tao xăm lộn cho nhìn mặt như chó đốm rồi trời. Anh xạo đúng là một người không tốt, đây là nhà của anh. Tất cả những con người này là do anh tạo ra, anh là một quái vật, đừng có chối. Đúng trả rồi. Lời đi, đúng không các bạn? Tôi chửi luôn rồi. Sao cô có thể đổ qua cho tôi như vậy? Cô thấy không? Ba đứa trẻ mồ côi, ba đứa mà xấu như vậy ai mà nuôi nó? Giờ cho nói một câu đi nè. Nói đi. Nãy giờ chém gió kiên phải. Mày đừng có nói mày là anh của Dương Triệu Vũ rồi là coi như là người nhà của Hoài Linh. Người nhà Hoài Linh có xạo tao đó, không có điên khùng gì mà ra đường vẽ mặt như mày. Mày nói lại đi, chà cái mặt lên cho chị. Chà cái mặt lên cho chị. Bà nhìn cái tướng đứng dày giống Hoài Linh không? Con về lại bên này đi. Rồi con về đi con. Chút nữa cho con ta xử con sao. Bây giờ ông chủ tới đây là chủ yếu để phá bỏ cái lời nguyền, để trở lại thành người cho tụi con ăn ké, hiểu không? Thì đúng rồi, nhưng mà cái phải con... hốt bả đi tụi con mới thành người được không? Con hiểu không? Mình phải tìm một người tử tế. Mà cái cô này nè, cái kiểu mà cà chớn như vậy làm sao mà giúp đỡ mấy ông cà chủ? Cà chớn mình cũng phải hốt chứ, đâu có ai chịu ông chủ đâu, ông chủ thấy gớm quá. Nhưng mà cái này là phải mình yêu thật con à. Còn cái cô này, ta nhìn cổ là ta biết cổ là gái giang hồ rồi. Nè bây giờ nè. Nè,
Bây giờ con không tin con dở cái áo của lên toàn dao kiếm đem đằng sau lưng cô ta kìa. Ê, không được quyền dở nha. Không có một cái con người nào mà bất lịch sự là phụ nữ người ta mà coi như dở quần dở áo ta. Em muốn dở quần dở áo ta tôi phải có chắc tôi là phụ nữ không? Ê, tôi là phụ nữ nghe chứ không lẽ tôi là đàn ông. Để có một cái tình yêu thật thành người thì mình phải làm sao cho nó lãng mạn chứ tự nhiên nhào vô đòi bóc hốt ta liền à. Làm liền cho em thành người cái tội nghiệp em chị ba. Nè, em nói cho anh nghe. Anh nói đi. Nói thú thiệt đi. Quái vật phải không? Muốn làm người thì người ta phải sống đàng hoàng tử tế. Trời ơi, con người ta sống một mặt là mệt lắm rồi, sống hai mặt để làm cái gì? Người ta nói hai mặt là cái ý trừu tượng, cô hiểu không? Còn ta hai mặt nó nằm sẵn trên một cái mặt như thế này thì ta là người thật thà nhất. Thôi vậy, nghe tôi nói cái đi. Bây giờ tôi chủ yếu vô đây muốn phá lỡ nguyên thành người mà cứ tối ngày vô đây khoe mặt hai mặt hoài à. Cô ơi. Cô, tôi xin lỗi cô. Nãy giờ thiệt sự mà tôi mà hơi sổ sàng với cô là tại vì tôi rất là lo lắng và tôi thiệt sự tôi sợ, tôi chưa bao giờ cặp kè với ai hết chị ba cho nên nãy giờ tôi mới như vậy chứ thiệt sự ở trên Facebook tôi thấy hình của cô là tôi để mê mẩn cô rồi, nắm lấy tôi đi. Em nhìn người không bao giờ sai. Khoan chưa có tình yêu chân thật, đừng cho hốt liền đuổi, hiểu không? Chàng ơi, em biết chàng là một người thanh niên rất là tốt, rất là đẹp trai, rất là nhân hậu, nhưng bị lời nguyền cho nên biến thành một con người quái vật vậy đúng không? Nàng đừng nói tới nỗi đau của ta nữa. Có ai trên đời này mà không muốn đẹp trai như Dương Diệu Vũ đâu. Không cần Dương Diệu Vũ, không có cần đâu. Bây giờ chàng ơi, muốn biến thành người rất là khó, cho nên bây giờ chàng có thể nào hôn em một nụ hôn thật sự thì chàng mới có thể biến thành người được. Nhưng mà trước khi biến thành người phải đọc thần chú. Đọc thần chú là phải có nhạc đúng không? Mà không những có nhạc rồi mà anh phải cõng em trên vai của anh, vừa hát vừa múa thì câu thần chú nó mới có hiệu nghiệm. Lên tăng đô cho hai người lãng mạn luôn. Không được hất lên nha. Hất em té mà lời nguyền không có được đâu. Bây giờ đứng yên. Bây giờ em đừng nhúc nhích nha chàng. Nhúc nhích một cái là tình yêu không đâm qua cánh trái. Cắt tùng tùng, cắt tùng 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 tùng. Cắt tùng tùng, cắt tùng 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 tùng. Cắt tùng tùng hoài luôn đó. Tụi con yên nãy chưa? Mình đừng có chơi đồ giả, chơi đồ thiệt cái đó. Rồi nhảy xong rồi đó, rồi về cắp đi. Nhạc chưa thấy gì mà thấy hai ông bà này hưng thật à. Rồi anh nhấn chuông là hơi sớm. Anh để thêm khoảng 2 phút nữa có phải nó tưng bừng không? Tôi bắt chuông là bởi vì tôi đã diễn với chị Thủy nhiều lần lắm rồi. Chị mà diễn là chị bất cần thân thể. Cho nên là tôi biết cái đô của chị Thủy nó cỡ nào. Còn về nhận xét về Vũ thì thật sự là anh Bốn không nghĩ là em diễn được như vậy. Có nhiều chỗ cũng chống chế là khoan dừ lại, khoan là để suy nghĩ. Nhưng mà cái điều đó cũng là cái mà chúng ta cần ở trong cái chương trình Ơn Giời Còn Đây Rồi. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn bố. Bác ơi, hình như là cái tóc nó cũng hợp vào từng gương mặt bác ạ. Thưa anh Hoài Linh, thưa quý vị và các bạn, là tôi phải thử đội bộ tóc này xem khó chịu như thế nào. Nó làm vướng, lòa xòa trên trán, trên tóc và quả nhiên là nóng thật, nóng lắm ấy. Tại em sợ nữa cho nên là cái mồ hôi nó cứ chảy đầm đìa về tóc, nó cứ bệt vô mặt khó chịu lắm. Vâng. Với lại em nghĩ làm vậy nó cũng thành một cái phong cách. Vâng, thưa quý vị, như vậy là hai vị khách mời đã mở hai cánh cửa vào hai căn phòng với hai tình huống khác nhau. Bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo trong căn phòng số 3 với sự vượt qua thử thách của nghệ sĩ chiến thắng. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút.